Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Đi Săn. Nếu như các bạn muốn làm hơn vài trăm nghìn chiếc bánh há cảo mỗi ngày mà muốn tiết kiệm được chi phí thuê nhân công cũng như là các chi phí vận hành khác nữa thì hãy tham khảo ngay chiếc máy làm bánh há cảo GM200 hàng nhập khẩu ngay bên cạnh tôi đây của Đi Săn nhé. Cách thức hoạt động ra sao và cũng như là những lợi ích mang lại như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Ngay tên gọi của chiếc máy này thì các bạn cũng đã biết được phần nào công dụng của chiếc máy này, đó chính là làm ra những chiếc bánh há cảo. Tuy nhiên thì nó khác với cách làm bánh thông thường, đó chính là chiếc máy này ở đây thì có thể làm một chu trình khép kín vận hành hoàn toàn tự động để làm vừa nhồi nhân này cũng như là vừa tạo hình bánh và cho ra những chiếc bánh hoàn chỉnh với trọng lượng rất là đều nhau, khoảng từ 8 cho đến 30g, định lượng cực kỳ chính xác. Nguyên lý vận hành của chiếc máy này thì nhìn có vẻ phức tạp vậy thôi nhưng mà thực chất thì rất là đơn giản. Thông thường thì chúng ta làm bánh há cảo sẽ gồm 3 phần. Đầu tiên sẽ là làm phần đế bánh này, tiếp đến là phần nhồi nhân và tạo hình bánh đúng không nào. Vậy thì chiếc máy này cũng tương tự gồm 3 khâu chính. Một là khâu dàn bột bánh để làm đế bánh ở đây. Tiếp đến thì phần nhân được nhồi trộn ở phía này và sau đó thì sẽ được đưa vào phần nhân cùng với phần bột bánh đã được khán ra. Và cuối cùng là khâu tạo hình. Tại đây thì đã có sẵn các khuôn như thế này để giúp bánh được tạo hình đều đẹp hơn và sẽ tạo ra một chiếc bánh hoàn chỉnh rất là bắt mắt đều nhau. Nhờ quy trình làm bánh hiện đại và kết hợp với động cơ công suất cao là 1,9 kW thì trong 1 giờ chiếc máy này có thể tạo hình và làm ra được khoảng từ 12 cho đến khoảng 15.000 chiếc bánh há cảo, đáp ứng được nhu cầu và năng suất của các cơ sở làm há cảo quy mô trung bình và nhỏ. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về công dụng của chiếc máy này, còn những bộ phận thiết kế như thế nào, đặc điểm mà nó mang lại như thế nào thì bây giờ sẽ cùng tìm hiểu với Đi Săn tiếp nhé. Đầu tiên đó chính là phần tấm chắn bột này. Tấm chắn bột ở đây thì được làm bằng chất liệu inox 304 cao cấp, hạn chế được bám dính và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó thì khi sử dụng thì người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy là nó không phải là một mặt phẳng giống như là nhiều loại máy cán bột, mà ở đây thì nó sẽ được xếp các con lăn, các trục lăn song song với nhau và tạo ra một cái giống như hình thang như thế này. Như vậy thì phần bột bánh ở đây sẽ được tự từ đưa vào trong cái lô cán và tiến hành đến quy trình sau. Tiếp nối đường truyền bánh vào đây thì sẽ là một bộ phận lô cán, sẽ bao gồm hai cặp lô cán ở nhiều đây như thế này để có thể dàn đều mỏng lại phần bánh một lần nữa và cũng như là làm nhuyễn mịn hơn để bột bánh sau khi mà được hấp xong thì sẽ có độ ngon hơn. Ngoài ra thì chất liệu của chiếc lô cán này cũng được làm bằng inox 304 cao cấp, đảm bảo được vệ sinh và hạn chế chống han gỉ cũng như là có độ bền cực kỳ cao. Mặc dù chất liệu này có khả năng chống bám dính, tuy nhiên thì trong lúc mà quá trình cán bánh thì các bạn cũng nên cho thêm một ít bột khô vào trong phần ở mặt trên và mặt dưới của bột bánh để hạn chế hơn, hoặc là chúng ta có thể tra một ít dầu quét lên hai lô cán này để có thể hạn chế bám dính tối đa nhé. Tiếp đến bộ phận tiếp theo. Chuyển đến khâu tiếp theo thì ở phía bên tay trái của chiếc máy này là một cái phễu chứa nguyên liệu khá là lớn. Và ở trong phễu này sẽ có thêm một cái cánh đảo để có thể trộn đảo được nguyên liệu một lần nữa trước khi đưa xuống phía dưới để nhồi nhân. Và bất kể là phần phễu hay là phần dưới đảo ở đây thì đều được làm bằng chất liệu inox 304 cao cấp, không bị han gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi bột bánh được cán xong thì chúng ta có thể kiểm tra độ mịn hay là cũng như là độ đạt của bột bánh. Nếu như chưa đạt thì chúng ta có thể đưa lại một lần nữa cán qua trục này, sau đó thì mới đưa xuống bộ phận phía dưới này. Đây được coi là bộ phận tạo hình và ở phía trước này thì các bạn thấy là đây sẽ có một cái trục định hình. Khi mà bột bánh từ trên phía dưới là chúng ta sẽ cầm bột bánh này dùng tay, sau đó thì chúng ta sẽ vây quanh trục định hình này và bo tròn lại ở phía giữa dao cắt, đĩa cắt. Và đồng thời lúc đó thì bánh sẽ được nhồi nhân ở phía sau này, sau khi mà đã được tạo một cái vòng kín và tạo hình ở phía dưới ngay khuôn. Với thiết kế khuôn đây rất là đều và đẹp như thế này thì khi mà quá trình tạo thành phẩm xong thì chúng ta có thể sử dụng được, nó sẽ rất là đạt chất lượng, không bị bung hay là bị nứt vỡ ra. Và bộ khuôn ở đây thì sẽ tạo ra những chiếc bánh há cảo hình bán nguyệt với những đường nếp gấp viền cách điệu ở ngoài phía viền ngoài của chiếc bánh này. Ngoài ra thì với chiếc máy này cũng sẽ được trang bị tới hai băng tải, một băng tải trên để đưa bột bánh xuống phần bộ phận định hình tạo hình. Bánh sau khi tạo hình xong thì sẽ rơi xuống băng tải này và được chuyển ra ngoài. Như vậy thì với sự chuyển động của băng tải này sẽ giúp bánh không bị chồng chất lên nhau, cũng không bị biến dạng hay là bị vỡ nát. Một bộ phận quan trọng không thể thiếu nữa với chiếc máy này đó chính là bộ điều khiển. Trên bàn điều khiển này chúng ta có thể quan sát thấy là ở giữa là một nút đèn báo nguồn hoạt động và hai bên sẽ là hai nút công tắc, cũng như là ở phía bên trên sẽ là biến tần. Một nút công tác điều chỉnh tốc độ ra chạy băng tải và một nút công tác thì điều chỉnh tốc độ gia nhân. Ngoài những bộ phận cấu tạo rất là hiện đại và tối ưu ra thì chất liệu cũng là một điểm cộng không thể thiếu của chiếc máy này. Như vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu thì những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm đều được làm inox cao cấp 304. Còn ngoài ra phần thân này thì cũng vậy, cũng tương tự sẽ được làm bằng inox chất lượng cao để có thể mang đến một cái vẻ ngoài sáng bóng đẹp mắt và chịu lực chịu nhiệt tốt, mang tính bền bỉ hơn ngoài tính thẩm mỹ.
Thêm nữa thì kiểu dáng của chiếc máy này cũng được thiết kế khá là gọn gàng và tối ưu. Các bạn sẽ thấy là kích thước của chiếc máy này cũng không tốn quá nhiều không gian diện tích đâu. Kích thước các chiều lần lượt thì sẽ là 205 này, 74 và chiều cao là 132 cm, và trọng lượng thì khoảng 280 kg. Nhưng mà việc di chuyển thì cũng rất là dễ dàng thôi, bởi vì chiếc máy này sẽ được trang bị hệ thống chân đế bánh xe, giúp người dùng dễ dàng di chuyển hơn mà không hề tốn nhiều sức lực. Vừa rồi là những đặc điểm nổi trội và cũng như là nguyên lý vận hành của chiếc máy này. Còn thực tế hướng dẫn sử dụng như thế nào thì ngay bây giờ sẽ cùng xem tiếp video nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối chiếc máy này với nguồn điện. Sau đó thì cho phần bột bánh đã trộn nhuyễn và dàn đều thành các tấm bột đặt lên tấm chắn thả bột. Đợi bột được ép qua con lăn, có thể dùng tay cảm nhận độ dày của vỏ bánh. Nếu như cảm thấy độ dày vỏ bánh chưa đạt thì có thể xoay đồng bộ núm ép trên máy để điều chỉnh lại độ dày của vỏ bánh. Sau đó thì cho phần nhân bánh vào phễu chứa nhân. Tiếp đến là các bạn bật máy và điều chỉnh tốc độ chạy bằng tải cũng như tốc độ gia nhân phù hợp. Đưa phần bột bánh đã ép qua lô cán xuống bộ phận tạo hình, phòng hai đầu bột bánh qua trục định hình. Bột bánh sẽ được tạo hình thành ống kín và đường tạo hình khuôn bánh rơi xuống dưới băng tải. Lúc này thì bạn chỉ cần lấy há cào thành phẩm là được. Lưu ý, nên quét thêm một ít dầu ăn vào lô cán để hạn chế bám dính bột. Vệ sinh máy sạch sẽ sau mỗi ngày làm việc, tránh để nước bắn vào động cơ bằng điều khiển. Sau một thời gian dài sử dụng, bạn nên cho ít dầu ăn lên bánh răng và bôi trơn lên xích máy để máy vận hành trơn tru hơn. Như vậy là Nissan đã giới thiệu chi tiết cho bạn hướng dẫn sử dụng cũng như là những nguyên lý và những lợi ích mà chiếc máy này mang lại rồi. Bên cạnh những lợi ích đó thì khi mua sản phẩm này tại điện máy Nissan, các bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá từ 20 đến 30% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành máy là 12 tháng, bảo trì, sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng điện máy Nissan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy làm bánh há cào ở đây thì Nissan còn cung cấp thêm rất nhiều những sản phẩm khác liên quan để hỗ trợ cho công việc chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn như máy trộn bột, máy cán bột, tủ hấp bánh, máy hút chân không. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay đến hotline trên màn hình với số 0766 555 155 hoặc số 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào trang web dienmayNissan.com để tham khảo và tìm hiểu thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì đừng quên nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật kịp thời nhất những video đến từ điện máy Nissan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.